Hello, Hoàng Dũng 091 xin chào đến tất cả mọi người cùng cá nhân chiến hữu nha. Thì hôm nay mình chia sẻ đến với tất cả mọi người cùng cá nhân chiến hữu về một cái mẫu logo mới nữa nha mọi người. Đó thì như trên màn hình mọi người đang xem đó, một cái mẫu logo mới ha. Mình mới vừa tạo ra nha mọi người. Thì cái việc tạo logo này cũng rất đơn giản nha mọi người. Đó. Thì những cái dòng chữ và những cái mẫu hình cắt như thế nào và ra sao mình cũng chia sẻ với anh em hết rồi nha. Nhưng mà hôm nay là mình chỉ tạo một cái mẫu mới ha, để mình sáng tạo một cái mới để chia sẻ cùng tất cả mọi người cùng cái này chiến hữu nha. Thì trong tất cả mọi người chúng ta, nếu ai yêu thích cái mẫu logo như thế này thì hãy cùng mình cầm chiếc điện thoại lên và cùng nhau chia sẻ nhé mọi người. Ok. Và rồi, vẫn trên cái giao diện quen thuộc của BCLAT nha. Dòng new test này bỏ đi. Rồi, ta vào dấu cộng này nha, vào bộ sưu tập nha. Và rồi, ở đây mình cũng có một cái mẫu tạo sẵn nha mọi người. Đó, ví dụ như là mọi người thích ha thì liên hệ với mình nha. Đó. Rồi ok, đây cái mẫu sẵn này ta đưa vào. Đó. Đây cái mẫu sẵn đây nha mọi người. Đó, cái mẫu sẵn ta làm đây. Đó. Rồi tiếp đến ha. Đó, đây một cái mẫu sẵn nha. Đó. Rồi tiếp đến nè. Đặt vào bộ sưu tập nè. Rồi, mình cũng có tạo sẵn một cái vòng này nha. Đó, mình cũng có tạo sẵn một cái vòng đây. Ha. Cái việc mà tạo vòng này thì quá ok với mọi người rồi đúng chưa? Đó, con nít trong xóm mình nó cũng làm cái vòng này là cũng rất đẹp nữa. Ha. Rồi, ta tích vào nha. Thì bây giờ ở đây, đó. Để cho khỏi, nè, đó, giờ ở đây. Đó, thì mọi người thích thì ta ghép vậy thôi. Ha. Đó, ví dụ đây, vậy ha. Đó, ta thích thì ta ghép đây. Đó, nha. Rồi, bây giờ ta lít vào đây. Bỏ hai này đi nha. Thì ở đây, ta cũng vào bộ sưu tập lại nè. Ở đây thì cái vòng mình đã ghép sẵn nha. Đó, ở đây mình cái vòng mình đã ghép sẵn. Ok chưa? Đó, cái vòng mình đã ghép sẵn nha. Đó nè, ta đưa vào. Thì cái vòng này mình đã ghép sẵn nha mọi người. Đó, ha. Cái vòng mình đã ghép sẵn. Ở đây rồi, ai thích thì liên hệ Zalo với mình là cái vòng ghép sẵn. Còn cái hồi nãy mình làm ở kia tách rời ra là tùy theo. À, để mình nói cho mọi người xem. Lên kéo này ra, ha. Mình nói cho mọi người rõ là cái vòng này là tùy theo ta về ví dụ cái vòng này màu gì hàng sao đó thành thử là ví dụ còn ai thích sẵn thì ở đây rồi bây giờ ta xóa nó đi nha rồi tiếp đến ta cũng vào bộ sưu tập này nha rồi như mọi người tưởng tượng hồi nãy đó là mình là chia sẻ ha mà hồi nãy mình chia sẻ là có nghĩa là một cái mặt rồi một cái vòng ha ai muốn thích đó như mình đã nói đó ai muốn thích làm cái vòng màu gì đó thì ta ghép cho cái vòng màu đó ai cũng thích cái vòng nào ta ghép vòng đó còn mình làm một cái mặt riêng còn bây giờ ở đây ha để khỏi mất công của mọi người lâu thì ở đây mình làm một cái ở đây mình đã ghép chữ sẵn rồi nha đó thì theo như mọi người mình biết biết đó thì mình đã làm chuẩn không còn chỉnh ha ta chỉ kéo thế là xong ok đó ok đó rồi sau khi có cái này rồi đó, ta khóa nó lại đi thì cũng như mấy cái video trước mình chia sẻ đó ha nói chung là mình làm logo là phải làm từng chi tiết ha một từng chi tiết mình dán vào nó mới đẹp nha mọi người đó ở đây mình đã dán cái chữ mình sẵn rồi thì ở đây đó, tiếp đến ta dán tiếp nè đó. Rồi và ok đó, ta đưa cái chữ này vào ta dán luôn này nha mọi người đó rồi chuẩn khối cần chỉnh nha ok đó mọi người thấy chưa đó đồng ý cho nó thấy không rất đơn giản ha rất đơn giản là ta đã có được một cái logo là ngon lành ha đó đâu có cần phải rườm rà ha rất dễ làm nha mọi người rồi ta vào bộ sưu tập nè rồi ở đây mình có một chữ số điện thoại này nữa nha đó. Rồi ta cũng lít ta dán vào luôn nha đây đó ok mọi người thấy chưa đó bây giờ ta đã thành một cái logo mình làm chuẩn khối còn chỉnh ha mọi người đồng ý cho nó này nha thì bây giờ mình nói với mọi người nè đó cái việc mà tạo logo nhớ như mình đã thường chia sẻ đó là phải ta phải làm từng chi tiết ha. Ta phải làm từng chi tiết ta ráp đào nó mới đẹp nha đó ha. Thì bây giờ trong cái chi tiết này đó thì nói chung là đối với mọi người thì có nhiều anh em cắt không được có nhiều anh em cắt không được có nhiều anh em cắt không được thì mình làm sẵn cái mặt nó như vậy đó, mình làm sẵn như vậy nha đó mình làm sẵn cái như vậy rồi mọi người về đó để chẳng hạn ở đây đó mình có một cái vòng như vậy nha mọi người thấy không đó mình có một cái vòng như vậy đó mình làm sẵn vậy rồi ta chỉ về ha đó, đó mình làm sẵn vậy hết ta chỉ về ta chỉ về ta ghép lên thế là xong nha đó thấy không đó thì bây giờ đó mọi người muốn ghép như đó cái muốn ghép chữ như thế nào thì ghép nha đó thì như ở đây mình đã nói đó
À, mình làm từng chi tiết. Rồi những cái chữ 3D này là mình đã chia sẻ với mọi người hết rồi nha. À, không còn chia sẻ gì nữa. Những cái mẫu chữ 3D như thế nào ra sao là mình đã chia sẻ những bài viết trước rồi. À, nếu ai không biết thì học những cái bài viết đó đó. Bài viết mình chia sẻ mẫu chữ 3D rồi ta làm từng chi tiết ta dán lên, thế là xong nha mọi người. Thì đến đây thì mọi người quá thành công rồi đúng chưa? Đó, ta chỉ việc ta sao lại thôi. Ok chưa? Rồi, rất đơn giản là ta ra một cái logo quá xịn sò nha mọi người. Ok. Video chia sẻ của mình đến đây cũng đã kết thúc. Chúc mọi người thành công và cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sắp tới. Nha mọi người, thì cái việc tạo logo rất là đơn giản nha mọi người. Con nít trong shop mình nó cũng làm được, ok. Nói chung nó rất đơn giản. Thì tại vì giờ đây là những cái này đó, ta đã chia sẻ với mọi người hết rồi, nó còn cái gì nữa đâu đó. Thì bây giờ ví dụ như mọi người thích cái mẫu này đó, thì liên hệ Zalo với mình gửi mẫu cho rồi mọi người cứ khắc chữ và dán lên, thế là xong nha mọi người. Ok.